Thì nhìn tổng quát đó, đây là trang web Coin360 thì các bạn thấy là nhìn tổng quát là hôm nay thị trường rất là xanh. Các bạn thấy được là có những đồng rất là xanh, có nghĩa là tăng rất là nhiều như là đồng BNB. Bây giờ đã mức là 400 đô, các bạn thấy được XRP uh, thì là hơn 1 đô la, có nghĩa là tăng 18%. Và chúng ta nhìn vào một cái trang web đó gọi là coincodex.com. Thì tại sao mà Thuận muốn dẫn các bạn đến trang web này? Là tại vì chúng ta sẽ nhìn vào cái tài liệu trong vòng 30 ngày qua đó tình hình là giá cả tăng như thế nào tại vì những trang web thông thường như là CoinGecko hay là CoinMarketCap các bạn chỉ có thể tìm thấy được những cái thông tin như là tăng trưởng trong vòng 24 giờ hay là trong vòng 7 ngày mà thôi thì trên trang web này các bạn có thể là thay đổi là trong vòng một tháng đó thì một tháng qua những đồng lớn đã tăng trưởng như thế nào thì các bạn thấy được là Bitcoin đã tăng trưởng rất nhiên mạnh, các bạn thấy được Bitcoin tăng 37,26% trong vòng 30 ngày. Nhưng mà chúng ta thấy được là những đồng mà tăng mạnh hơn nữa đó chính là Ethereum tăng 54,31% trong vòng 30 ngày qua và XRP tăng tới 63,73%. Chúng ta đều sẽ nói thêm thông tin uh, liên quan đến uh, Ethereum cũng như liên quan tới XRP và các bạn thấy ở Dogecoin thì tăng 33% trong vòng 30 ngày qua. Polkadot thì uh, tăng tổng cộng là gần như 45% và Uniswap tăng gần như là 48% trong vòng 30 ngày qua. thì uh, chúng ta nhìn vào một trang web khác đó, đây là trang web gọi là Company Market Cap và trang web này đó là xếp hạng cái sự vốn hóa đó, vốn hóa không chỉ riêng là thị trường crypto mà xếp vốn hóa của tất cả những loại tài sản phần lớn là những công ty đó so sánh với lại tài sản uh, crypto thì uh, cái vốn hóa bây giờ đó là xếp hạng như thế nào? thì các bạn thì được là vốn hóa mà tài sản Duy nhất mà cao nhất bây giờ đó chính là vàng. Vàng vẫn chiếm vị trí thứ nhất với trận đó là khoảng 11,1 nghìn tỷ đô la. Tổng số vốn hóa công ty mà chiếm cái vốn hóa cao nhất trên thị trường bây giờ đó chính là Apple với 2,4 nghìn tỷ và sau đó là Microsoft với 2,1 nghìn tỷ. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta à, nhìn vào Bitcoin. Bitcoin bây giờ đó đã là xếp hạng thứ 9 rồi. Ở cái giá hiện tại thì Bitcoin đó là tổng số vốn hóa là khoảng 870 tỷ đô la Thì Bitcoin bây giờ đó chỉ thua Facebook mà thôi Facebook là 1.000 tỷ đô la Thì vốn hóa Bitcoin chỉ thua công ty Facebook nhưng mà đã cao hơn cả công ty Tesla là khoảng 700 tỷ và cao hơn cả Berkshire Hathaway có nghĩa là công ty của Warren Buffett là 656 tỷ thì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đã nằm trong 10 loại tài sản mà có vốn hóa cao như trên thế giới rồi và chúng ta đi xuống thêm một chút nữa các bạn thấy được là chúng ta sẽ tìm thấy một trong những đồng quen thuộc đó chính là Ethereum thì Ethereum bây giờ ở cái mức là khoảng 379 tỷ đó là đứng hàng thứ 25 vốn hóa này đã cao hơn công ty Mastercard và cao hơn Công ty Bank of America rồi Thì các bạn thấy được là Đây là trật tự mới Càng ngày chúng ta sẽ càng thấy là Những cái tài sản kỹ thuật số Nó sẽ chiếm cái vị trí cao hơn và cao hơn Và lúc mà Bitcoin 65.000 Nên Bitcoin đã rất là gần để mà xoán ngồi Silver nghĩa là bạc để trở thành một loại tài sản mà còn có vốn hóa cao hơn là cả bạc nữa. Thì đây là tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta nói tới Ethereum đó thì các bạn thì được là tình hình là chúng ta thấy là Ethereum trong thời gian tăng trưởng này, chúng ta cũng không thấy có Ethereum đẩy lên những sàn giao dịch mà các bạn thì chúng ta nhìn vào tài liệu mà tính theo giờ đi thì các bạn thì được là cũng rất là im lặng, có nghĩa là trong tình hình tăng trưởng này đó trong vòng uh, 24 giờ qua một uh, thanh này là một giờ thì trong vòng 24 giờ qua chúng ta không những là không thấy là có ether đẩy lên trên sàn để mà bán mà chúng ta còn thấy ngược lại là ether bị rút ra khỏi sàn và Ethereum nó có thể uh, nhiều bạn thấy là chúng ta uh, có sự tăng trưởng mạnh là tại vì có thể nhiều người quá bất ngờ với cái sức đốt của Ethereum khi mà chúng ta có cái đề xuất EIP 1559 được uh, kích hoạt nhưng mà thực ra Ethereum đã tăng trước đó rồi, tại vì các bạn thấy được là tình hình là Ether đó càng ngày càng biến mất đi trên sàn, tại vì có thể là người ta rút về ví cá nhân để mà lưu trữ lâu dài, có thể người ta dùng Ether để mà tham gia vào staking cho Ethereum 2.0, lốc lại cho những cái hợp đồng thông minh vân vân. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là Ethereum là một trong những cái uh, đồng mà nhiều người cho là có khả năng để mà xóa ngôi Bitcoin trở thành đồng lớn thứ nhất. Thì uh, đây cũng là một trong những cái bài bỏ phiếu mà mình thường đã chia sẻ với các bạn Để không refresh lại Thì câu hỏi rất đơn giản là các bạn có nghĩ là Ethereum sẽ chiếm vị trí thứ nhất của Bitcoin cho năm nay hay là không Thì uh... Câu trả lời là yes hay là no. Thì các bạn thấy được là bây giờ phần lớn, 309 bạn, tổng cộng đã gần 500 bạn tham gia bỏ phiếu thì khoảng gần 63% nghĩ là sẽ không xảy ra trong năm nay. Có thể nhiều bạn nghĩ là có thể là tốn thêm thời gian. À, và 36% nghĩ là có khả năng này. nghe chỉ có 1 phần 3 của cộng đồng thùng cắp đều nghĩ là có khả năng này mà thôi phần còn lại nghĩ là không có khả năng này trong năm nay thì thuận nông người mà các bạn có đã biết là rất là thích bitcoin điều này thường nghĩ là ai cũng biết rồi à, và bây giờ đó thì thuận nói thường thích bitcoin thì nhiều người cũng không cảm thấy là lạ và thuận cũng thích ethereum và thật ra các bạn thấy được là nhiều năm trời đó cái số lượng mà đồng Thuận lưu trữ bitcoin nhiều hơn là ethereum tính theo phần trăm nhưng mà trong vòng mấy tháng qua thì đã ngược lại bây giờ cái số lượng tính theo phần trăm ethereum đã nhiều hơn bitcoin Tại vì sao? Tại vì trong vòng một năm qua cái phần trăm tăng trưởng của Ether đã nhiều hơn Bitcoin dẫn đến đẩy giá của Ether tăng lên thì này dẫn đến là tổng tài sản của Ether của thần tăng lên nhiều hơn là Bitcoin cho nên mới dẫn đến cái hiện tượng này thì có thể là Ethereum nó chưa có chiếm được vị trí thứ nhất ở thời điểm hiện tại và có thể là tốn thêm rất nhiều thời gian nhưng mà trong chương mục đầu tư của nhiều cá nhân Ethereum đã trở thành đồng đứng thứ nhất rồi tại vì cái sự tăng trưởng về phương diện giá cả thì bây giờ đã nói tới thuận thích Bitcoin thì không có nhiều người là hỏi tại sao nhưng mà các bạn thấy được là năm 2017 năm 2018 nó hầu như đồng nào cũng muốn xoán ngôi Bitcoin hết đồng nào cũng nói là tốt hơn nhanh hơn và lúc đó thì nói là thích Bitcoin nên thì có rất nhiều những cái phản biện bên dưới nói là Bitcoin là à, một một đồng blockchain thế hệ 1, 1 đồng à, vỏ sò vân vân Nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng thì đã chứng minh được là đây là một cái thị trường Nói là thì công nghệ thì cũng không hoàn toàn đúng, đây là một thị trường tài chính trước công nghệ thứ nhì có nghĩa là các bạn thấy được là những đồng nào mà có giá trị cao chưa hẳn là có công nghệ tối ưu nhất chỉ là những đồng xuất hiện sớm hơn và có cái mạng lưới nó bao quát hơn cũng như là cái cộng đồng mạnh hơn hệ sinh thái tốt hơn thì sẽ có giá hơn đây cũng là cái sự kiện xảy ra trong cái thị trường mà các bạn thấy là thị trường công nghệ nhưng mà nói tới những cổ phiếu nào mà có giá trị thì chưa hẳn là công ty đó có công nghệ tối hơn những công ty khác chỉ là công ty đó sớm hơn có thị phần cao hơn và nhiều người tin tưởng mà sử dụng nhiều hơn mà thôi thì thị trường crypto cũng như vậy Ethereum cũng vậy các bạn thấy được là bây giờ là Ethereum tăng trưởng thì nhiều người thích và bây giờ chúng ta có DeFi chúng ta có à, những cái à, ứng dụng NFT nhưng mà năm 2018, 19 thì mình thường nói mình thường thích Ethereum thì có rất nhiều người à, cảm thấy được là tại sao lại thích Ethereum tại vì chúng ta có những cái nền tảng à, hợp đồng thông minh mới hơn nhanh hơn và Ethereum đã chỉ dùng để mà mua ICO mà thôi bây giờ không ai thêm mua ICO nữa thì Ethereum sẽ lỗi thời nhưng mà các bạn thấy được là không phải như vậy cuối cùng Ethereum vẫn tiếp tục và không những như vậy mà chúng ta được là Ethereum vẫn là nền tảng đứng đầu hiện bây giờ và nó có sự lựa chọn đầu tiên à, cho nhiều cái dự án và chúng ta nói tới đây đó thì có một cái trang web có thể nhiều bạn à, không có nhớ năm 2017 đó đã có một khoảng thời gian, thời gian ngắn thôi nhưng mà thời gian đó là tháng 6 của năm 2017 khi mà các bạn nhìn thấy cái biểu đồ này trên màn hình đó đây là cái biểu đồ liên quan đến phần trăm của Bitcoin nghĩa là đường màu vàng này và phần trăm thị phần của Ethereum như là cái đường màu đen này thì thời điểm đó là khoảng chừng giữa ngày 13 Tây tháng 6 năm 2017 lúc đó Ethereum đó là 33% của tất cả thị trường. Thời điểm đó đó Bitcoin đó là khoảng chừng là 30 để chừng có thể được là khoảng 37% của thị trường. Có nghĩa là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin và Ethereum nó chỉ khác nhau chỉ có 3%, 4% mà thôi ở thời điểm là tháng 6 năm 2017. Đây là cái thời điểm gần nhất trong lịch sử của Bitcoin mà Ethereum đó gần như là muốn xoáng ở Bitcoin nhưng mà cuối cùng đã không thành công và chúng ta có những cái trang web như là The Flipping Watch đến những trang web mà cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ thì Ethereum còn cách bao nhiêu lâu nữa mới có thể xoáng ngơ được Bitcoin nếu như điều đó xảy ra thì uh, bây giờ đó, tính theo cái uh, tổng số vốn hóa thì Ethereum chỉ là 43% của Bitcoin mà thôi nghĩa là Bitcoin phải đứng yên một chỗ Ethereum phải tăng hơn là hai lần có nghĩa là tăng hơn 100% thì mới đuổi kịp Bitcoin cho nên nhiều bạn cho là nhìn vào tài liệu này thì có thể là không khả thi lắm chúng ta chỉ còn có 4 tháng nữa là kết thúc năm nay rồi cho nên có thể là không khả thi lắm là chúng ta sẽ thấy Ethereum sống ở Bitcoin nhưng mà nhiều người nghĩ là chúng ta sắp sửa có Ether 2.0 và nhìn vào cái sự tăng trưởng giá cả trước khi mà có cái cập nhật London mà có EIP 1559 sau khi cập nhật nhìn vào tình hình tăng trưởng của giá cả nhiều hơn Bitcoin như thế nào thì cái đợt mà cập nhật Ether 2.0 nó có thể là cái sự FOMO còn mạnh hơn rất nhiều cho nên đây uh, là một trong những điều mà nhiều người nói đến và nhiều người thì nghĩ là chỉ là sớm mùa mà thôi. Các bạn nghĩ sao về việc Ether xóa ngay Bitcoin hay là các bạn nghĩ là Bitcoin vẫn sẽ là vua trong thị trường này? Nhiều bạn đó thì biết là thích Bitcoin nhưng mà nhiều bạn thì có thể là không hiểu cho nên nghĩ là Thuận thích Bitcoin và Thuận là một người theo chủ nghĩa. Bitcoin có nghĩa là các bạn thấy là trên Twitter ở trên um, thế giới này có một số người người ta chỉ thích Bitcoin mà thôi nghĩa là ngoài chỉ Bitcoin tất cả những đồng khác đều rác hết không có biết đó là Ethereum hay là Cardano hay là XRP bất cứ như đồng nào mà không phải là Bitcoin họ cho là rác Đây là những người mà gọi là Bitcoin Maximalist hay là những người mà theo chủ nghĩa Bitcoin Thì mỗi người mỗi suy nghĩ các bạn thì được là tiền là trong túi của mỗi người Mỗi người có thể đưa ra quyết định đầu tư cá nhân Bản thân Thuận thì Thuận một người thích Bitcoin nhưng mà cũng thích Ethereum, cũng thích Cardano, cũng thích BNB Và cũng thích rất nhiều đồng khác chứ không phải riêng là chỉ Bitcoin mà thôi và đương nhiên trong đầu tư thì thủ nào cũng muốn nói với các bạn là các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền? Do you want to be right or do you want to make money? Thường thì chỉ muốn kiếm tiền mà thôi